sao trời? Đi. Sao kỳ vậy? Không cho ăn này cũng cho ăn kia chứ sao mà chạy cổ nó cho ăn hết vậy? Bỏ cái có ba con có gì nó ngon. Hôm nay được. Nó sẽ thú hơn luôn. Có bình trứng, có ba con. À vậy. Có thể là cũng tùy là bữa bò nữa đó. Cái gì cũng tùy bữa bò nữa ha. Có lúc thì mà được đúng thêm một cái. Này phèo. Dạ. Ghét lắm. 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 Thú linh nhà là chưa mà nhà nó mè lùn dốt ra rồi sắt ra luôn rồi giờ mình để đồ trong đó nhà không ai ở nữa đêm nữa hôm nó lại mở cửa để nghe gì nữa. Ủa gì là hôm nay bà chủ nghỉ hả chị? À, thấy thế. Đây lúc mà hôm nay cũng có dịp mình ghé qua. Đó là lòng tèo à. Chị cái đó là tim với gan á đúng không? À, lá mía. Ăn lại là quay chị Thủy Đen á thì sẽ dễ hơn cả nhà, nhưng mà ngày hôm nay thôi mình đến rồi, mình đã đến Tri Tôn rồi cho nên là Ngọc sẽ quay luôn cho cả nhà nha. Ở đây là cháo bò. Nồi cháo đẹp. Có nghĩa là khách sẽ chọn ăn theo ý đúng không chị? À. Trời ơi, nồi cháo quá trần luôn. Ở cửa là sẽ đặt cừ cái phần gạo cháo đó cả nhà. Với lại huyết. Em á hả chị? Cá là vậy. Hả chị với anh này không? Qua trong bánh canh tàu sóc lên bằng ré đó. Ngay chỗ Lăng Châu á. Ở Châu Lăng á hả chị? À dạ đúng rồi là em á. Ừ, à, em qua đó. À vậy hả? Vậy tụi em muốn hai cục huyết nữa chị. Nó ăn huyết được cái nó đợi huyết được. Tại em không có để ý. Vậy là qua chị mới đi ăn ngoài bên kia luôn. Chị à. Bánh canh hôm qua chị họ bán ở trong. Dạ. Hôm nay là em tới đây rồi nè. Lâu lâu bà chủ mới nghỉ một bữa thôi hả chị? Thôi. À. Bữa nay tại trời mưa nó không có ra. Dạ. Dạ. Lúc khuya làm đồ á bà chủ đuối cho nên là hôm nay là cô với lại chị ở đây sẽ múc bán nè cả nhà. Nếu như mà tính ở đây thì chị Thủy Đen là bán bao nhiêu năm rồi? Bán thờ bà ngoại xong rồi tới chắc 4-50 năm. Dạ, 40-50 năm là có nghĩa là 3 đời rồi đúng không? Có đời mẹ nữa không? Chị Thủy đó. Dạ. Mẹ chị Thủy. Dạ. Mấy tô? Dạ,
một tô, nếu mà một tô đầy đủ là giá là sao chị? Tô này là 40. Dạ. Tô ốc tỷ 50. Ừ. Đặc thù luôn cái nồi cháo đó trời. Đủ huyết và mở nổi luôn cả nhà. Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Ngày hôm nay mình sẽ quay cháo bò ở chị Thủy Đen của Tri Tôn An Giang nha cả nhà. Ở đây là sẽ là Châu Lăng ở Tri Tôn An Giang. Địa chỉ Ngọc nghĩ là cả nhà nên search lên bản đồ để chỉ mình đến đúng vị trí luôn nha. Tại vì ở đây thì sẽ không có số cả nhà. Rồi bán từ lúc 5 giờ mà hôm nay thì không có chị Thủy ở đây cho nên hình đã là mình cũng sẽ quay về cái tô cháo nè. Rồi cái nồi nè, cái nồi đầu tiên vô là sẽ rất là đẹp và xuất sắc luôn cả nhà. Thường ngày là mình bán từ mấy giờ vậy cô? 5 giờ có bán rồi là tới 8-9 giờ. Dạ. 5 giờ hay 5 giờ sáng có bán thì cái này. Hôm nay mình khen tiếng luôn rồi. 5 giờ. Dạ. Những cái phần nổi nổi đó là mỡ nổi. Dạ. Còn sống đó đây. Nào. Em thấy coi clip của mấy anh chị là ngày nào cũng thấy đông, đặc biệt là thứ bảy chủ nhật. Hả? Chị xã đi lượng chút nữa mà ghé ra đây rồi mà chút giữa chút đi thì cô đi mua cái thay cũng đi cũng khổ rồi chị trở lại. Thấy cô. Hai ba người hả? Dạ. À. Dạ. Có Vĩnh Long luôn. Dạ. Ở đây tất cả là kiểu mình là sắp trước. Quay xong cái thợ đi trước cho đổ. Dạ. Đẩy thỉ. Thỉ cái còn mà. Thường ở bên dưới luôn. Cái đó là cái gì chị? À thú linh. Dạ. Chả làm mấy topping là kiểu gan phèo, gan thú linh nha cả nhà, tim đó, còn có tái nữa. Thủy nhỏ. Thủy lớn. Cao chú bá rồi. Rồi mà thấy mà bạn đi luôn.
chín một cái. Tô vậy là tô đầy đủ đó cả nhà. Vậy làm tô đầy đủ. Cũng còn nằm trong đây đúng không? Trời ơi. Tỷ là cũng rớt ra ngoài nữa. Chắc mùa Tết ở đây vui dữ hả chị? Vui lắm. Có nghĩa là lúc Tết thì mình có nghỉ mùng nào không? Không luôn ha, bán xuyên suốt luôn ha. Để cả nhà mình có cơ hội đi truy tôm thì ghé thưởng thức món cháo bò nha cả nhà, đặc sản luôn. Dạ rồi. Cho em ngồi đó đi. Em nhờ bưng giùm em cái à. Dạ ngồi đó đó chị. Đây nè. Đâu lắm rồi.
giới thiệu luôn hả? Có. Đây có bán nước chấm. Nước chấm nè các con. Gần tỏi quá. Nước mắm. Một chút ớt. Xong rồi ăn rau. Ăn rau cái nè. Đó. Ở đây là cháo bò nha. Lần đầu tiên mình thử ăn món cháo bò đặc sản của An Giang nha cả nhà. Ngọc Thay, Ngọc thấy là ví dụ như là tại những cái vùng khác thì sẽ có món khác, nhưng mà đặc biệt là vùng đây á, thị trấn Tri Tôn thì kiểu là một miền núi nên thành đá hay chăn thả bò, cho nên đặc sản ở đây là người ta rất là thích ăn bò. Một là nướng nè, hai là làm cháo như thế này nha cả nhà. Rồi, ở đây là một phần tô cháo đầy đủ của mình. Đầy đủ của mình. Cái hạt cháo này là chắc là rang á. Ồ, đã quên hỏi mất kêu rang đúng không? Cái hạt nó vẫn còn bự á. Mình để bự như vậy chứ không có phải là nấu nhuyễn như ra hoặc là đặc sệt ra đây cả nhà. Đó, nhưng mà nói chung là nó cũng rất là nhiều tóc bên ở trong nồi luôn. Đó, bây giờ mình sẽ thử nha. Giống như là sẽ có tiết ở trong đây nên cái màu nó sẽ như vậy á cả nhà, nó hơi là đậm đậm nâu nâu. Ăn ngon á. Nêm đậm đà, đậm gia vị. Không? Có nghĩa là gia vị đậm rồi, cái một phần nữa là cái phần cháo mình vẫn ăn còn thấy lợn cợn, kiểu cảm giác các bạn ăn cũng hay hay hơn cả nhà. Ăn cái như cái hạt, còn giữ được cái hạt. Này nước mắm. Nước mắm gừng. Tỏi. Thừ luôn, một tô cháo đầy đủ mình đặt thừ luôn. Có giá ở bên trong sẵn luôn đó nha. Đặc biệt cái phần tái ăn rất là ngọt nha. Thịt bò ở đây là kiểu nó sẽ dai, chắc nha cả nhà. Rồi phần ốc tủy nè. Mình còn ăn thêm phần ốc tủy luôn. Thu linh. Gan. Ê, cái màu gan này nó cũng lạ ha. Nó hơi màu thẩm thẩm đó cả nhà. Có khách nữa kìa. Qua tiếp hãy ăn. Có nghĩa là cái phần cháo này cũng sẽ nó lỏng lỏng đó cả nhà ha. Không, mà đặc biệt là ở dưới nó sẽ rất là đầy những cái phần gạo, phần cháo. Nhưng mà chưa có phải là nát lắm, vừa như này thôi. Mọi thứ nó rất là hòa quyện luôn nha. Đặc biệt là phải kéo lại bằng cái sự thơm của gừng rồi này kia. Tại vì thường ngày mọi người ăn bò thì sẽ thường hay kết hợp như vậy. Bò gừng tỏi có thơm lại luôn nữa. Lần nào mà mình ăn món này không làm mình thất vọng nữa nha. Ăn thật sự rất là ngon. Thú là rất là nhiều topping nữa. Có nghĩa là mọi người sẽ thích ăn lòng đồ này kia, ăn thú linh nha. Xong rồi một phần nữa là thích ăn gan, là ở đây là món này là hả ba cuốn rồi. Hôm nay học tiếp á là không có chị Thủy, cho nên mình ra làm mình uống là chị Thủy nhiều. Không qua chị Thủy, hôm nay không có chị Thủy nha, nên mình không có quay á cả nhà. Quay quay cái anh chị bán thôi. Cái đặc biệt của cháo này lắm, sẽ có cái phần gia vị ở bên trong của giống như kiểu nước ngọt á, từ những cái
những cái topping, những cái thứ linh, rồi từ những thịt nè, xong rồi thịt bò tái nè, trụng nè, ở trong đó nè, cho nên thành ra là cái phần ngọt này đã ra đến thành nước dùng rồi, còn nước lèo rồi, cho nên thành ra cái cháo nó rất là sắc đậm đà cả nhà, đậm đà có hậu ngọt nó nữa. Ngon nha, một lần mà đến Tri Tôn An Giang thì cả nhà ghé ăn cháo bò ở chỗ chị Thủy đây nha cả nhà. Học ai tiếp và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.